Không nhiệt não là tướng tịnh giới, không tức giận là tướng an nhẫn, không gì có thể hàng phục là tướng tinh tấn, không tán loạn là tướng tịnh lự, không chấp trước là tướng bát nhã, như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng, vô sở hữu là tướng pháp nội không vân vân, chẳng điên đảo là tướng chân như vân vân, chẳng hư vọng là tướng bốn thánh đế, như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng, không phiền não là tướng bốn tịnh lự, không giới hạn, ngăn ngại là tướng bốn vô lượng, không ồn ào hỗn tạp, là tướng vốn định vô sắc. Như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng, không trói buộc, là tướng tám giải thoát, chẳng tán loạn, là tướng chín định thứ đại, có thể xa lìa là tướng 37 pháp bổn. đệ. <laughs>